Phẩm tánh Như Lai, phẩm thứ tư, phần 4. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như vậy có phải là nên nương tựa y theo bốn hạng người Phật đã nói trên? Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy, thiện nam tử, như ta đã nói, nên nương tựa y theo những người như thế. Vì sao vậy? Vì có bốn thứ ma. Bốn thứ ma ấy là gì? Là ma phiền não, ma nằm ấm, ma chết và ma của cảnh trời tha hóa tự tại. Những kinh luật khác mà các loài ma ấy thuyết dạy cũng có người thọ trì. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Phật vừa nói có bốn thứ ma, chúng con làm sao có thể phân biệt những điều Phật thuyết dạy với những điều ma thuyết dạy? Có những chúng sanh theo hạnh của ma, lại có những chúng sanh vâng lời Phật dạy, chúng con làm sao biết được? Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp: 700 năm sau khi ta nhập Niết Bàn, bọn ma 3 tuần sẽ dần dần làm hư hoại chánh pháp. Ví như người thợ săn mặc vào y phục người tu hành, ma vương 3 tuần cũng vậy. Chúng giả dạng tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, lại hóa hình từ các vị tu đà hoàng đến A-la-hán cho đến giác thân Phật. Với hình hài hữu lậu, ma vương giả làm thân vô lậu để phá hoại chánh pháp. Đến lúc mà 3 tuần phá hoại chánh pháp, chúng sẽ nói rằng: Thuở xưa Bồ Tát ở trên cung trời Đâu Xuất chết đi rồi mới sanh về thành Ca Tỳ La, nơi cung vua Bạch Tịnh. Đó là nhân chỗ cha mẹ ái dục hòa hợp mà sanh ra thân ấy. Hoặc nói rằng, nếu ai sanh trong cõi người mà được đại chúng chư thiên và nhân loại thế gian cung kính, đó là sự vô lý. Mà lại nói rằng, từ thuở xưa kia, Ngài đã từng tu khổ hạnh và bố thí mọi thứ như đầu mắt tủy não, thành quách giang sơn cho đến vợ con. Nhờ vậy nay Ngài được thành Phật đạo. Bởi nhân duyên ấy, Ngài được sự cung kính của các loài chúng sanh, loài người chư thiên, Cản Phát Bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Nếu có kinh luật nào thuyết dạy như thế, nên biết rằng đó là thuyết của ma. Thiện nam tử, như có kinh luật nào nói rằng Như Lai chánh giác thành Phật đã lâu rồi, nay mới thị hiện thành Phật đạo, vì Ngài muốn độ thoát các chúng sanh nên thị hiện có cha mẹ, nương theo chỗ ái dục hòa hợp của cha mẹ mà sanh ra, Ngài tùy thuận thế gian nên làm việc như vậy. Nên biết rằng kinh luật như thế thật là chỗ thuyết dạy của Như Lai. Nếu ai tùy thuận thuyết của ma, người ấy là quyến thuộc của ma. Như ai có thể tùy thuận kinh luật mà Phật đã thuyết, tất nhiên đó là Bồ Tát. Như có kẻ nói rằng, lúc mới sanh Như Lai hướng về 10 phương, đi 7 bước theo mỗi phương, điều ấy không thể tin, đó là thuyết của ma. Như có kẻ nói rằng, lúc mới ra đời Như Lai hướng về 10 phương, đi 7 bước theo mỗi phương, đó là phương tiện thị hiện của Như Lai. Như vậy gọi là kinh luật mà Như Lai đã thuyết. Nếu ai tùy thuận thuyết của ma, người ấy là quyến thuộc của ma. Như ai có thể tùy thuận kinh luật mà Phật đã thuyết, tất nhiên đó là Bồ Tát. Như có kẻ nói rằng, khi Bồ Tát sanh ra rồi, vua cha sai người đưa Ngài đến thiên tử, chư thiên được thờ phụng nơi đó, thấy Ngài vào thảy đều bước xuống lễ kính Ngài. Vì vậy nên ai nấy đều tôn xưng Ngài là Phật. Lại có kẻ vấn nạn rằng, chư thiên xuất hiện trước, Phật ra đời sau, như vậy làm sao chư thiên lễ kính Phật? Nên biết rằng lời vấn nạn như vậy tức là thuyết của ma 3 tuần. Như có kinh nói rằng, khi Phật bước vào miếu thờ thiên thần, các tượng thần và chư thiên nơi ấy, như Ma Hê Thủ La, Đại Phạm Thiên Vương, Thích Đề Hoàn Nhân, thảy đều chắp tay kính lễ dưới chân Phật. Kinh luật như vậy là thuyết của Phật. Nếu ai tùy thuận thuyết của ma, người ấy là quyến thuộc của ma. Như ai có thể tùy thuận kinh luật mà Phật đã thuyết, tất nhiên đó là Bồ Tát. Như có kinh luật nói rằng, khi Bồ Tát làm thái tử, vì lòng tham, Ngài đi 4 phương tìm cưới vợ, rồi Ngài ở nơi thâm cung hưởng thụ 5 thứ dục lạc, vui sướng đủ điều. Kinh luật như thế là do ma 3 tuần nói ra vậy. Như có thuyết nói rằng, Bồ Tát đã lìa bỏ lòng tham đối với vợ con gia thuộc từ lâu, cho đến đối với việc thụ hưởng 5 thứ dục lạc thượng diệu ở cõi trời 33, Ngài cũng chỉ xem như đàm dãi nhờ nhớp, huống chi là sự vui thích ở nhân gian. Vì thế Ngài cạo bỏ râu tóc, xuất gia tu học đạo. Kinh luật như thế là do Phật thuyết. Nếu ai tùy thuận thuyết của ma, người ấy là quyến thuộc của ma. Như ai có thể tùy thuận kinh luật mà Phật đã thuyết,
tất nhiên đó là Bồ Tát. Như có kẻ nói rằng, khi Phật ở tại thành Xá Vệ trong tinh xá Kỳ Đà, Ngài có cho phép các tỳ kheo thu nhận và chứa chữ những thứ như nô tỳ, tôi tớ, bò, dê, voi, ngựa, lừa, la, gà, heo, mèo, chó, vàng, bạc, lưu ly, chân châu, pha lê, sa, cử, mã não, san hô, hổ, phách, ngọc thạch, ngọc bích, nồi đồng và nồi sắt, mâm đồng lớn và mâm đồng nhỏ cùng mọi vật dụng, có cho phép làm ruộng, làm vườn, buôn bán đồi trác, chứa chữ thóc lúa. Vì lòng đại từ thương xót chúng sanh, Phật cho chứa chữ mọi vật ấy và làm mọi việc như vậy. Kinh luật như thế là do mà thuyết. Như có người nói rằng, khi Phật ở tại thành Xá Vệ trong tinh xá Kỳ Đà, xứ sở của quỷ Na Lê Lâu, lúc ấy nhân vì ông bà La Môn, Cổ Đề Đức cùng vua Ba Tư Nặc, Như Lai có dạy rằng, tỳ kheo chẳng nên thu nhận và chứa chữ vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chân châu, sa cừ, mã não, san hô, hổ, phách, ngọc thạch, ngọc bích, nô tỳ, tôi tớ, đồng nam, đồng nữ, các loại thú vật như bò, dê, voi, ngựa, lừa, la, gà, heo, mèo, chó, nồi đồng và nồi sắt, mâm đồng lớn và mâm đồng nhỏ và mọi thứ giường mùng, chiếu gối nhiều màu sắc. Vị tỳ kheo cũng không nên làm những việc mà người đời cần đến để mưu sinh, như làm nhà cửa, làm ruộng, làm vườn, buôn bán đồi trác, tự làm thức ăn, xay gạo, giã gạo, luyện chú thuật giữ mình, tập luyện chim ưng, dùng để đi săn, xem sao đoán mệnh, suy tính việc nên hư, xem tướng kẻ nam người nữ, theo chiêm bào mà đoán những việc lành dữ, hoặc đoán thai nhi là nam là nữ, hay chẳng phải nam chẳng phải nữ. 64 nghề giỏi, lại có 18 phép chú thuật lừa dối người, các thứ nghề khéo léo hoặc nói vô số việc thông tục của người đời, dùng hương tán, hương bột, hương phết, hương sông, mọi thứ hoa kết lại, làm nghề hớt tóc, sửa tóc, gian tà, bợ đỡ, tham lợi không chán, vui thích chỗ náo nhiệt, nói chuyện giỡn cười, tham ăn cá thịt, pha chế thuốc độc, dầu thơm, dùng dù lọng quý, đi giày da, làm ra quạt, lông, dương chấp, các thứ hình vẽ, chứa chữ lúa thóc, các loại lúa mạch, các loại đậu, cùng các thứ dưa trái. Vị tỳ kheo cũng không được gần gũi thân mật với vua chúa, con vua, quan chức cao cấp cùng các phụ nữ, nói cười lớn tiếng hoặc nín lặng, không nói năng chi cả, thường nghi ngờ đối với các pháp, hay nói bậy bạ, chuyện dài, vắn, tốt xấu, lành dữ, ưa mặc áo đẹp. Nếu người xuất gia tự mình khen ngợi các việc bất tịnh như thế trước mặt thí chủ, lại vào ra đi chơi đến những chỗ bất tịnh như tiệm bán rượu, nhà dâm nữ, chỗ cờ bạc, những người như vậy Phật chẳng cho ở chung với các tỳ kheo. Họ nên ra khỏi tăng đoàn hoàn tục mà làm hạng tôi tớ trong thế gian cho người khác sai khiến. Họ ví như cỏ dại lẫn trong đám lúa, cần phải loại bỏ đi. Những kinh luật nào dạy như trên nên biết rằng đều là thuyết của Như Lai. Nếu ai tùy thuận thuyết của ma, người ấy là quyến thuộc của ma. Như ai tùy thuận thuyết của Phật, người ấy tức là Bồ Tát. Như có kẻ nói rằng, Bồ Tát vì muốn cúng dường thiên thần nên vào miếu thần, như những chỗ thờ Đại Tự Tại Thiên, Vi Đà Thiên, Ca Chiên Diên Thiên. Lời nói như vậy là không đúng, vì sở dĩ Phật vào những nơi đó là để điều phục cả hàng trời người. Nếu nói rằng không phải như vậy thì thật vô lý. Lại như có kẻ nói rằng, Bồ Tát không thể vào nơi ngoại đạo tà luận để biết oai nghi của họ, văn chương và kỹ nghệ của họ, không thể hòa hợp với bọn đánh thuê, chẳng nhận sự cung kính của kẻ nam người nữ, quốc vương đại thần, cũng chẳng biết pha chế các món thuốc, vì chẳng biết các việc như vậy mới xưng là Như Lai, nếu biết là thuộc về bọn tà kiến. Lại nữa, Như Lai có lòng bình đẳng đối với kẻ oán và người thân, như có người dùng dao cắt thịt ngài, hay có người dùng hương thơm thoa phết lên thân ngài. Đối với hai người ấy, ngài đều không xem là có sự tốt hơn hay tổn hại gì cả. Ngài chỉ giữ mức khoảng giữa cho nên mới được xưng là Như Lai. Kinh luật như vậy nên biết rằng đó là chỗ thuyết của ma. Như có người nói rằng, Bồ Tát thị hiện vào miếu thờ thiên thần và ở trong pháp ngoại đạo xuất gia tu đạo, thị hiện biết oai nghi lễ tiết của ngoại đạo và thế nhân, hiểu rõ tất cả văn chương kỹ nghệ của họ, thị hiện vào thư đường, những chỗ kỹ xảo khéo hòa hợp với bọn đánh thuê, đối với đại chúng đồng nam đồng nữ, hoàng hậu cung phi mỹ nữ nhân dân,
trưởng giả Bà La Môn, vua chúa, đại thần, cho đến hạng bần cùng, ngài là bậc tối tôn tối thượng. Ngài lại được các hạng người ấy cung kính, ngài có thể thị hiện làm mọi việc vừa kể đó. Tuy ở nơi những người tà kiến, nhưng ngài chẳng có lòng luyến ái, như hoa sen không nhiễm bụi dơ, vì độ tất cả chúng sinh. Ngài khéo thi hành mọi phương tiện ấy, tùy thuận thế pháp. Kinh luật như vậy nên biết chính là chỗ thuyết dạy của Như Lai. Nếu ai tùy thuận thuyết của ma, người ấy là quyến thuộc của ma. Như ai có thể tùy thuận thuyết của Phật, thì người ấy là Đại Bồ Tát. Như có kẻ nói rằng, Như Lai vì chúng tôi mà giảng thuyết kinh luật. Như nói rằng trong các pháp xấu ác, dù tội nặng, tội nhẹ hay tội thâu lan già, thì tánh tội đều là nặng, trong giới luật của chúng tôi hoàn toàn không phạm vào. Từ lâu chúng tôi thọ lãnh và làm theo những pháp mà các ông chẳng tin. Chúng tôi lẽ nào lại bỏ giới luật của mình để theo giới luật của các ông sao? Giới luật của các ông là do ma thuyết, giới luật của chúng tôi mới là do Phật chế định. Đức Như Lai trước đã nói ra pháp ấn 9 bộ. 9 cái ấn ấy in sâu vào kinh luật của chúng tôi. Chúng tôi chưa hề nghe một câu, một chữ nào về kinh điển Phương Đẳng. Như Lai diễn thuyết vô lượng kinh luật, nhưng thuyết kinh Phương Đẳng ở nơi nào? Trong kinh luật chúng tôi chưa từng nghe nhắc đến tên 10 bộ kinh. Nếu có thì nên biết chắc chắn là do Điều Đạt làm ra. Điều Đạt là người ác vì muốn diệt pháp lành nên tạo ra kinh Phương Đẳng. Chúng tôi chẳng tin những kinh như vậy, vì chính mà thuyết diễn kinh ấy. Tại sao vậy? Đã phá hoại Phật Pháp lại còn nói lời phải trái đảo điên. Những lời như vậy chỉ có trong kinh của các ông mà chẳng có trong kinh của chúng tôi. Trong kinh luật của chúng tôi, Như Lai có nói rằng sau khi ta vào Niết Bàn, ở cõi đời xấu ác sẽ có kinh luật bất chánh gọi là kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Ở đời vị lai sẽ có những tỳ kheo xấu như vậy. Phật có dạy rằng vượt hơn cả 9 bộ kinh có kinh điển Phương Đẳng. Như ai có thể thấu hiểu được nghĩa này thì nên biết rằng người ấy thấu hiểu kinh luật một cách đúng đắn để xa tất cả những sự vật bất tịnh luôn nhiệm màu trong sáng như vầng trăng tròn. Nếu có người nói rằng Như Lai đối với hết thảy kinh luật thuyết dạy nghĩa lý nhiều như các sông Hằng, nhưng trong luật của chúng tôi lại chẳng có những nghĩa lý ấy, nên chúng tôi biết là không có. Nếu là có, tại sao trong luật của chúng tôi không thấy Như Lai giảng thuyết? Vì vậy nên nay chúng tôi không thể tin nhận. Nên biết rằng những người nói như vậy là có tội. Kẻ ấy lại nói rằng kinh luật của chúng tôi như thế này mới nên thọ trì. Vì sao vậy? Vì kinh luật ấy giúp tôi được ý tham muốn, biết đủ, dứt trừ phiền não. Vì đó là trí huệ Niết Bàn, tạo được nhân pháp lành. Người nói như vậy chẳng phải là đệ tử của ta. Như có người nói rằng vì muốn độ chúng sanh, Như Lai có thuyết giảng kinh Phương Đẳng, nên biết rằng người nói như vậy thật là đệ tử của Phật. Nếu ai chẳng thọ trì kinh Phương Đẳng, nên biết rằng người ấy chẳng phải đệ tử Phật, chẳng phải vì Phật Pháp mà xuất gia, tức là đệ tử của bọn ngoại đạo tà kiến. Kinh luật, đúng như đã phân biệt trên đây, là do Phật thuyết bằng không phải như vậy, tức là do ma thuyết. Nếu ai tùy thuận chỗ thuyết của ma, người ấy là quyến thuộc của ma. Nếu ai tùy thuận chỗ thuyết của Phật, tất nhiên người ấy là Bồ Tát. Lại nữa, thiện nam tử, như có kẻ nói rằng Như Lai chẳng phải do vô lượng công đức mà thành tựu, ngài vẫn là vô thường biến đổi, bởi ngài đạt được chỗ pháp không nên tuyên thuyết lẽ vô ngã nghịch với thế gian. Kinh luật như vậy gọi là chỗ thuyết của ma. Như có người nói rằng Như Lai chánh giác không thể nghĩ bàn, lại do vô lượng công đức mà thành tựu, cho nên Như Lai là thường trụ không hề biến đổi. Kinh luật như vậy mới là chỗ thuyết dạy của Phật. Nếu ai tùy thuận thuyết của ma, người ấy là quyến thuộc của ma. Nếu ai tùy thuận thuyết của Phật, tức là Bồ Tát. Như có tỳ kheo thật chẳng phạm tội ba la di. Mọi người đều cho rằng phạm tội ba la di là giống như cây đa la bị chặt, nhưng tỳ kheo ấy thật không có phạm tội chi cả. Vì sao vậy? Ta thường dạy rằng trong bốn tội ba la di, nếu phạm một tội thì như hòn đá bị tách ra, không thể gắn liền lại nữa. Nếu ai tự nói rằng mình chứng đắc quả thánh thì kẻ ấy gọi là phạm ba la di. Vì sao vậy? Vì thật không có chỗ đắc pháp mà cố ý giả hiện hình tướng đắc pháp. Người như vậy là gây nhân tội lỗi, đời sau không được làm người. Đó gọi là ba la di. Như có vị tỳ kheo ít tham muốn, biết đủ, giữ giới thanh tịnh ở nơi vắng vẻ yên tĩnh.
Đức vua hoặc các quan đại thần nhìn thấy tỳ kheo ấy, nghĩ rằng vị ấy đã đắc quả A-la-hán, liền đến trước vị ấy mà tán thán cung kính lễ bái, nói rằng: vị đại sư như thế này sau khi bỏ thân sẽ đạt được quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghe được lời ấy, vị tỳ kheo liền đáp rằng: thật tôi chưa được đạo quả Sa Môn, xin đại vương đừng xưng tán rằng tôi đã chứng đắc đạo quả. Xin đại vương đừng nói lời khiến tôi thành kẻ không tự biết đủ. Không tự biết đủ đó là khi nghe người khác bảo rằng mình chứng đắc quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà lặng thinh chấp nhận. Nếu này tôi lặng thinh chấp nhận điều ấy, chư Phật sẽ quả trách. Chư Phật thường khen ngợi hạnh tự biết đủ, nên tôi trọn đời vui vẻ tu tập theo hạnh tự biết đủ. Tự biết đủ đó là tôi tự biết chắc mình chưa chứng đạo quả. Nay đại vương xưng tán rằng tôi đã đắc quả, tôi không dám nhận, đó gọi là tự biết đủ. Đức vua nói rằng: đại sư, khiêm cùng như thế quả thật đã đắc quả A-la-hán, như Phật không khác. Liền tuyên cáo với tất cả nhân dân trong thành ngoài thành cùng các phi tần trong cung rằng vị tỳ kheo ấy đã đắc quả Sa Môn. Nhờ vậy, những ai nghe biết thầy đều đem lòng cung kính tin theo, cúng dường tôn trọng vị tỳ kheo ấy. Như vị tỳ kheo ấy mới thật là người đức hạnh thanh tịnh, là nhân duyên giúp cho nhiều người được phước đức lớn. Tỳ kheo như vậy thật không hề phạm tội ba la di. Vì sao vậy? Vì những người đến trước mặt vị ấy đều tự sanh lòng hoan hỉ, tán thán cúng dường. Vị tỳ kheo như vậy sao lại phạm tội? Nếu như nói rằng tỳ kheo ấy có tội, thì nên biết rằng đó là kinh điển do ma thuyết. Lại có tỳ kheo giảng thuyết theo kinh điển trong kho tàng giáo pháp rất sâu xa của Phật rằng: tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhờ tánh Phật ấy có thể dứt trừ được các dây trói buộc của vô lượng phiền não, đắc thành quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chỉ trừ hạng nhất xiển đề mà thôi. Nếu có đức vua hoặc đại thần thưa hỏi rằng: tỳ kheo, ông sẽ thành Phật hay không thành Phật? Ông có tánh Phật chăng? Tỳ kheo ấy đáp rằng: hiện nay trong thân tôi quyết định có tánh Phật, còn việc thành Phật hay không chưa thể biết rõ. Vừa nói, đại đức, nếu không phải kẻ nhất xiển đề thì chắc chắn sẽ thành Phật. Tỳ kheo ấy đáp rằng: đúng vậy, quả thật như lời đại vương. Dù vị ấy nói chắc rằng mình có tánh Phật cũng chẳng phạm tội ba la di. Lại có vị tỳ kheo ngay lúc xuất gia suy xét như thế này: nay tôi quyết định sẽ thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Người như vậy dù chưa đắc thành đạo quả vô thượng, nhưng cũng đã được phước vô lượng vô biên. Giả sử có ai nói rằng người ấy phạm ba la di, thì tất cả các tỳ kheo không ai là chẳng phạm. Vì sao vậy? Ta đây thuở xưa, trong 80 ức kiếp thường xa lìa tất cả mọi vật bất định, ít tham muốn biết đủ trọn vẹn oai nghi, khéo tu theo chánh pháp vô thượng của Như Lai, nên cũng tự biết chắc rằng mình có tánh Phật. Nhờ đó, đại ta đắc thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, được xưng là Phật có đại từ bi. Kinh luật như trên là do Phật thuyết. Nếu những ai không thể tùy thuận theo đó, ấy là quyến thuộc của ma. Như ai tùy thuận theo đó, tức là Đại Bồ Tát. Nếu có kẻ nói rằng không có 4 tội ba la di, 13 tội tăng tàn, 2 pháp bất định, 30 tội xả đọa, 90 đơn đọa, 4 pháp sám hối, 100 điều phải học, 7 pháp dứt sự tranh cãi, vân vân, không có cả tội thâu lan già, 5 tội nghịch cùng tội nhất xiển đề, như tỳ kheo phạm một trong những tội ấy thì phải đọa địa ngục, còn ngoại đạo thì được sanh cõi trời. Vì sao vậy? Vì ngoại đạo không có giới nào để phạm cả. Giới đó là do Như Lai vì muốn cho người ta khiếp sợ nên mới thị hiện thuyết dạy vậy thôi. Lại có kẻ nói rằng Phật có dạy các tỳ kheo nếu muốn hành dâm thì nên cởi pháp phục, mặc y phục thế tục rồi hãy làm việc dâm dục. Lại nữa, nên nghĩ tưởng rằng nếu ta làm chuyện dâm dục thì không có tội lỗi. Lúc Như Lai còn tại thế cũng có những tỳ kheo quen làm chuyện dâm dục, nhưng cũng được giải thoát chân chánh hoặc sau khi mạng chung được sanh lên cõi trời. Xưa nay thường có những người làm như vậy chứ không chỉ một mình ta, hoặc có người phạm 4 trọng giới, hoặc có kẻ phạm 5 giới, hoặc có kẻ phạm vào tất cả luật nghi bất tịnh mà còn được đạt được giải thoát chân chánh đó thôi. Mặc dù Như Lai có nói rằng kẻ phạm tội đột cát la sẽ đọa địa ngục trong một thời gian bằng 800 vạn năm ở cõi trời đau lợi, nhưng đó cũng là cách Như Lai thị hiện để làm cho người ta khiếp sợ mà thôi. Nếu nói rằng các tội từ ba la di cho đến đột cát la nặng nhẹ chẳng khác gì nhau, đó là lời sai trái của các luật sư, lại bảo rằng do Phật chế định, vậy nên biết chắc rằng đó không phải là lời Phật thuyết dạy.
Những lời lẽ như trên chính là kinh luật của ma. Lại như có kẻ nói rằng đối với giới luật, dù phạm giới nhỏ cho đến các giới rất nhỏ cũng sẽ bị quả báo khổ sở kéo dài vô hạn. Đã biết như vậy rồi, hãy khéo thận trọng phòng hộ lấy thân tâm, như con rùa thận trọng co rút vào trong mu rùa. Nếu như có người dạy luật lại nói rằng những việc phạm giới thể đều không có tội báo gì cả, không nên gần gũi với người như vậy. Như Phật có thuyết kệ rằng, nếu phạm lỗi không nhận đều gọi là nói dối, không tin có đời sau, việc ác nào cũng làm, cho nên đừng gần gũi với hạng người ấy. Trong Phật Pháp luôn giữ gìn sự thanh tịnh như thế, huống chi phạm tội thâu lan giả, tội tăng tàn hay tội ba la gì mà nói là không có tội được sao? Cho nên cần phải phòng hộ giữ mình một cách nghiêm cẩn và sâu sắc đối với những pháp như vậy. Nếu không cần phải giữ gìn phòng hộ thì còn gọi gì là giới cấm?